Đố các bạn con này là con gì? Để đây đây tên. Không biết con gì luôn. Mình kiểm tra xe đi anh. Ok, đây là GPX Max 300 nha các bạn. GPX Max 300. Hiện tại thì bên mình dòng này sẽ có 3 màu anh em lựa chọn. Màu đỏ nè, màu bạc và màu đen. Đó. Đâu phải màu đỏ là không hợp với đàn ông đâu. Cũng rất là đẹp và mạnh mẽ chứ bộ. Dòng này thì hiện tại bên mình giá là 75 triệu nha anh em. 75 triệu là chưa có biển nha. Cái này giá này đã có VAT rồi. Anh em có thể tự làm biển nha. Còn giá sau khi ra biển là bao nhiêu thì cứ comment xuống Zalo cho mình nha. Rất là tuyệt vời. GPX Max 300. Hãy đến với siêu thị xe máy Minh Long quận 12, địa chỉ 117A đường Lê Văn Khương, phường Thành quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ha. Đèn sáng chạy nước đáy luôn. Dòng xe này là 300cc các bạn. Mua thì cần phải có bằng lái A2 nha. Anh em nào chưa có thi bằng lái thì cứ đến đây, mình hỗ trợ luôn. Bao A Z. Nó giới vậy thôi chứ mình tự thi bằng lái nha anh em. Dòng này là dòng thi bằng lái A2 nha. Cái đó có gì đâu. Đây thì có một bộ đồ chơi 4-5 món gì đó. Cái cục này là gì vậy? Dạ em không biết. Có cái túi chứ, cái túi gì gắn này quá. Chứ không là có gì. Mua hai cái túi gắn hai bên đúng không? Túi gắn hai bên đó. Bên mình thì ngoài việc hỗ trợ mua trợ góp thì bên mình có vận chuyển ship xe toàn quốc luôn nha anh em. Anh em ở đâu cũng có thể ship được hết nha, dọc tuyến quốc lộ 1A 63 tỉnh thành luôn. À, nhìn cái bô đá luôn nha. Xe này mới lấy từ kho ra, hơi dơ xíu, lát xịt rửa là mới căng xà beng thôi. Mấy ông đừng vô đây comment sao kêu xe dơ thế. Nội ơi, ngày nào cũng lao đó. Mà bụi quá nó dơ, lát xịt rửa lại cái beng, căng xà beng luôn. Rất là tuyệt vời. Ba màu nha, màu đỏ nè, đỏ đen nè, màu đen và màu bạc. Hôm bữa có giao một xe cho anh màu bạc rồi, hôm nay lại có duyên với Max 300 giao thêm một em màu đỏ nữa. Rất là tuyệt vời nha. Đợi xíu đi anh ráp xong cho nghe thử tiếng bô. Ghiền luôn. Nổ xíu cho người ta thương mà. Bánh trước sử dụng 2 tháng đĩa luôn nha anh em. Đâu phải dàn dừa đâu, chỉ có thú dữ mới chơi 2 tháng đĩa thôi. Đó, có cái màu bảo vệ luôn nè, rất là đẹp nha. Này được xi bạc nè, xi bạc, hệ thống đèn led luôn nha, tuyệt vời. Hai cái đèn xi nhan hai bên này thiết kế khá là dễ thương, thích nấc luôn. Xoay ngang cái nhìn nè, anh em có thắc mắc gì về dòng xe này thì cứ liên hệ số Zalo cho mình nha, mình sẽ để số Zalo của mình ở dưới đó. Về vấn đề biển số đúng không? Nếu mà anh em mua xe này thì quan tâm đến cái hải quan, nó có hải quan chưa nè. Dòng xe này chắc có hải quan rồi á, thì rất là nhanh nha. Thành phố thì chắc khoảng tầm 10 ngày thôi, còn hộ khẩu tỉnh thì khoảng 30 ngày đổ lại nha. Còn xe mà chưa có hải quan thì thành phố là 1 tháng, còn tỉnh thì khoảng 2 tháng đổ lại. Nghe tôi nói vậy mấy ông sợ, tự hào vậy thôi, chứ biển số chắc chắn là sẽ có sớm rồi. Yên tâm đừng lo nha. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có Hoàng ở đây rồi. Em đi ra. Đây, cho chim ngưỡng cái cốp xe em nó đây. Nói chung là được bộ đồ chơi cũng tuyệt vời. Mỏ lết rồi. Cục này gì đó. Mấy cái đồ điện tử quá hả? Em không biết luôn. Đó, bên mình thì các bạn mua xe ngoài việc được tặng nóng bảo hiểm nè, áo mưa nè, bảo hiểm xe máy bắt buộc, bảo hiểm cứu hộ thì các bạn còn được tặng khuyến mãi kèm 1 lít xăng. Mà các bạn yên tâm ha, khi các bạn được kèm 1 lít xăng thì các bạn cứ thoải mái đi, bên mình đối diện cửa hàng mình là cây xăng nè, các bạn đến đây mua xe thì đổ xăng cái xong qua đó đổ luôn. Cây xăng đối diện cửa hàng rất là tuyệt vời.
Ngoài GBX Max 300 thì bên mình còn có dòng Razer 220 nè, Legend T-Win 200, quên Legend T-Win 250, Legend 200 và Legend 150. Dòng GBX này thì rất là nhiều mẫu xe trên 200cc cho anh em. Tuyệt vời ông mặt trời. Thấy hệ thống đèn xi nhan sau không? Bởi vì đèn đèn hãm sau.